Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ lại tiếp tục đến với nội dung của bảng chia 5. Và ở bài học trước mình đã giới thiệu các bạn toàn bộ về bảng chia 5. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với nội dung bài tập để củng cố kiến thức đó. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào bài tập số 1. Trên đây là bài tập số 1 với yêu cầu các bạn đó là tính nhẩm. Ở đây có các phép tính trong bảng chia 5 được xáo trộn và không theo quy luật. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tính nhẩm các phép tính này. Vậy để thực hiện được bài tập số 1 này, thực hiện được yêu cầu tính nhẩm, thì nhiệm vụ của chúng ta ở dưới trước đó là học thuộc bảng chia 5. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng vào bài tập số 1. Đầu tiên, ta có 10 chia 5. 10 chia 5, chúng ta học thuộc rồi. Hai cách khác chúng ta có thể quay ngược lại là 5 nhân mấy để bằng 10. Chúng ta có 5 nhân 2 bằng 10. Vậy 10 mà chia cho 5 thì sẽ được số ra số còn lại là số 2. Vậy thì ở đây chúng ta có 10 chia 5 bằng 2. 30 chia 5. 6 nhân 5, 5 nhân 6 bằng 30. 30 chia 5 bằng 6. Vậy thì ở đây chúng ta có 30 chia 5 bằng 6. 40 chia 5. 5 nhân 8 bằng 40. Vậy 40 mà chia cho 5 sẽ bằng 40 chia 5 sẽ bằng 8. 5 chia 5. 5 chia 5 bằng 1. 25 chia 5. 5 nhân 5 bằng 25. Vậy 25 chia 5 thì sẽ bằng số còn lại là 5. 45 chia 5. 45 mà chia cho 5 thì 5 nhân 9 bằng 45. Vậy 45 chia 5 sẽ bằng 9. 15 chia 5. 15 mà chia cho 5 thì sẽ bằng 3. Bởi vì 5 nhân 3 bằng 15 mà. Đó. 50 chia 5 bằng 50 chia 5 bằng 10. 35 chia 5 bằng 7 nhân 5 bằng 35. 35 chia 5 bằng 7. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành bài tập số 1 bằng cách tính nhẩm. Và hy vọng các bạn ở bài học tiếp theo chúng ta không cần phải áp dụng ngược lại ở phép tính nhân nữa, mà chúng ta sẽ trả lời một cách rất là nhanh chóng đối với các phép chia ở bảng chia 5 này. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.